Xin chào cô chú chị và các bạn. Hôm nay mình làm món thỏ xào lăn Đây. khoảng tầm 1,2 kg 3 kg. Đây, thịt thỏ rất là ngon chú chị, người ta nói ai mà muốn giảm cân thì nên ăn thịt thỏ, tại vì trong thịt thỏ có không có cholesterol, không có béo quá cô chú chị, nên là mình sẽ làm xào lăn. Thì trong cái xào lăn thì nó sẽ có nước cốt dừa, sẽ làm nó béo nhờ cốt dừa thì nó sẽ cân bằng lại cái thịt thỏ. Thì cái món này mình làm thế này đơn giản nhất luôn, ai có cách khác thì chia sẻ cho mình, còn mình làm cái cách như thế này. Đây là sả ớt, cái này mình làm sả ớt. Sả đây rất cực kỳ mắc, một tép sả, cô chú chị biết không, ba tép sả là khoảng 1 đô la, ba tép sả thôi là 1 đô la đó. Cho nên là thí dụ ăn mấy cái món này á, nhiều lúc sả mình mua rất là cực kỳ mắc luôn, mắc hơn là thịt nữa. Đây là sả ớt, rồi tỏi với lại hành. Với cái này hành chúng mình bỏ lên sau. Có đậu phộng này, đậu phộng rang cho nó thơm. Nước cốt dừa ha, xong rồi bạc nêm nè, đường nè, cái này là bột nghệ, xong rồi cái này là cà ri, rồi có muối, nước mắm với lại bột ớt Africa để cho nó có cái màu cho nó đẹp, cái màu đỏ đỏ của bột ớt nè, cho vô 2 muỗng, tại vì món này không có nhiều nước á. Trên mình cho cái hạt nêm, bột cà ri, 1 muỗng bột cà ri, đường, người miền Nam phải ăn đường, không có đường nó không ngon nha. Đó, 3 muỗng, muỗng cà phê nhỏ xíu. Cái này là bột nghệ, chơi đây 1/2 muỗng cà phê nhỏ nhỏ. Đây là bột ớt, 1 muỗng. Bột ớt này không cay nha, bột ớt này là bột ớt chua á, ớt ức chua. Mình cho đây 1 chút xíu muối rồi cô chú, tại vì ăn muốn cho có iốt, không có muối là nó không có bị thiếu iốt đó, cho nên là phải cho vô. Là nước mắm, 1 miếng nước mắm cho thơm, lưng 1 muỗng thôi. Rồi còn cái phần này còn lại mình xào trước cho nó thơm, trộn lên. Mình ướp thịt như vậy nè, xong rồi chút hồng mà mình khi mình nấu xong á, nếu mà cảm thấy nó không có vừa ăn hoặc là nó bị thiếu cái gì đó thì mình nêm bổ sung vô. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm món xào lăn nha. Giòn nha, bỏ dầu vô, xong rồi cho vào đây 1/2 muỗng cà phê cà ri cho nó thơm. Mình phải xào cà ri trong dầu á để cho nó có mùi thơm hơn. Rồi cái phần tỏi, hành với lại sả ớt bỏ vô luôn. Thơm quá chừng luôn cái kìa. Rồi, bây giờ sẽ bỏ thịt vô. Đây là nước cốt dừa của chú, mình sẽ sử dụng hết một cái lon này luôn cho nó béo. Món thỏ xào lăn của mình xong, của chú này mình đổ vô đây. Chú chị thấy hấp dẫn không? Mình mua thịt thỏ siêu rẻ luôn á. Giờ mình chế tạo ra cái món này ăn rất là ngon. Còn này là hành, đậu phộng, món này phải có đậu phộng, đậu phộng nhiều vô cho ngon. Rồi ớt nữa cô chú chị, ớt vô. Rồi phải có hành nữa. Đó, hành rắc lên. Xong. Đây là món cơm với lại thịt thỏ xào lăn của chú chị ơi.
là ngon. Lâu lắm rồi mình mới làm món này luôn á, hầu như là hơn nửa năm rồi đó, hoặc là một năm luôn mình không nhớ. Xin chào. Xin chào. Chị Ma xin chào. Chào. Giỏi, hôm nay nhà mình ăn món thịt thỏ xào lăn với lại cơm. À, giới thiệu Luca giới thiệu đi con. Hôm nay em món hôm nay không món lưu léo sao cơm với thịt thỏ xào lăn. Thịt thỏ xào lăn. Ừ. Chị Ma ăn rồi mà có phải Luca đấy. Qua lấy cho mẹ cái kiếm với con. Mẹ cắt thật nhỏ cho em ăn con. Cái kiếm nhỏ trên bàn có sẵn rồi. Đây này, có nước sốt này, mẹ bỏ vô nước sốt cho chị Ma nha con. Đa của chú nghe giỏi không? Nói là hiểu rồi đa. Có đậu phộng này, chị Ma ăn được cô chú. Chị Ma giới thiệu mình ăn món gì con? Chị Ma. Giới thiệu nhà mình ăn món gì nè, này là gì, nhìn này là gì. Hồi nãy giới thiệu của chú rồi nhưng mà lúc đó camera không có bật cho nên là bị lố. Dưa leo dưa leo còn nó to lên trong bọc của chú gì, nó to lên dưa leo thì nó trong lỗ tai Mỹ chi. Dưa leo nó bao lần luôn. Cái kéo lên đưa cho mẹ ăn rồi nó cảm nghĩ ngon không. It's in à, cái này là thịt thỏ nè chị Ma. Cơm chị Ma nó hả con ha, thịt thỏ rồi nấu cơm rồi. Cái ăn cho mẹ bao nhiêu điểm? Ăn đây. Ngon hả? Ăn cái gì đó. Biết cút cái gì cút
Tự ăn không uống cho mẹ đút bô chú à? Tự ăn thích tự ăn gì? Gửi con mốt. Dạ. Nó cần lấy con. Mở tủ lạnh ra lấy con. Lấy cái bình. Cái này nữa. Бери две сразу. Две чашки. Николай, кушай, ставь, что ты будешь. Ага. Cherry á, cô chú chịu không nhiều á, xong rồi từ cũng không chịu giúp nữa, cô chừng nổ. Cherry nhiều giờ gỡ cái hộp ra xong rồi nấu nước này cho nó ra nước đỏ không cherry. Ngon, cô chú ăn cũng ngon đỏ thơm ngọt. Chị mang uống cả ngày thay nước luôn à? Thay gì không ăn được trái cây á, mà nấu nước này ra cho cả nhà uống luôn tốt. Ăn hết. Chả rồi chứ. Salad hả? Dạ. Đồ ăn salad. Nè. Cô chú gì biết không? Bên ngồi á, trời tiết nóng 32 đến 32. Không sao con để chú Hồng rồi. Ở bên ngoài nhiệt độ 32-33 độ. Mama. Nóng ra ngoài chưa nắng là muốn cháy người luôn. Thôi. Cái gì? Anh lô cách xuống lấy giùm em cái tờ giấy gì con. Đi con. Nhờ lô cách lấy giùm em. Chúng tôi xuống rồi. Nè đi mà nè. Ra nè. Salad. Trời đất ơi, còn nhỏ xíu có 2 tuổi mà được ăn salad, tôi cũng chở cái chưa. Bao lần chưa xua. Ai? Anh nghe vô mà đi. Đào, 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 sơ, sơ, sơ. Nhìn là đào, đúng không? Mấy ngày đây yên tĩnh, không có nghe tiếng động gì hết. Nhưng mà trời mưa sấm sét, mấy ngày nay sấm sét nhiều cho nên là làm mình lo. Khi mà khoảng 1-2 giờ xong rồi mưa sấm sét á, còn nhiều đổ thời gian đầu sợ bà luôn. Nghe sớm con chơi được bao sấm sét con sợ sợ không sợ. Ai sợ những cái này miếng. Ngày hôm qua sấm sét nổ cái cầu kìa, làm mấy người chết luôn cái chỗ đường mà mình đi về bữa đi đi sở thuốc đó. Mình gửi cho cô chú nghe nè. Sao rồi con? Trời đất ơi. Gửi cho cô chú nghe này. Cô chú gì biết không, ngày hôm qua ngày hôm qua nổ cây cầu làm cũng mấy người chết á. Tự vì á là cái đường mà hôm bữa tụi mình đi về đi coi đi sở thú á, cái đường đó á
Thì lúc trước là có Quân Nga đấu quân mấy tháng mà mình có kể trong cái video mà đi sở thú á. Thì những cái cầu đó lúc trước đã bị đánh sập, xong rồi sau này xây dựng lại. Nhưng mà xây dựng lại thì cũng cài bơm trong đó nữa. Tại vì cài bơm là sợ cài sẵn thôi chứ anh chị. Tại vì sợ mà lỡ mà quân từ Belarus đi qua nữa tiếp tục á, giống như cái ngày đầu tiên ngày 4 tháng 2 á, cho nên là quân phía Ukraine cài mình ở dưới cái cầu đó, lỡ mà có quân Nga đến đó là sẽ cho nổ cái cầu, là không có bị sẽ giảm cái mức tiếp của quân Nga đó. Nhưng mà ngày hôm qua trời mưa sấm sét á, cái luồng điện sấm sét á nó đi vô cái, nó đi ngang qua đó, nó bấm vô cái chỗ cái cầu luôn, trúng bơm xong rồi nổ cái cầu. Thì trong cái thời gian đó có mấy chiếc xe hơi đang ở trên cái cầu đó, rồi làm mấy người chết mà mấy người mất tích nữa, rồi xe hơi nổ tung luôn. Trời ơi, con mắt đi đá banh xong rồi sấm sét quá cũng bỏ chạy về lại luôn, không dám đá banh đâu. Trời mưa, trời mưa rồi có sấm sét. Ukraine drunk much water. Yeah. Không sấm sét, không sấm sét thì mưa là cái luồng điện trên trời là thật sự đã sấm sét đó con ạ. Còn nước mưa không đâu có sao đâu. The most the worst is now. Bách. Туда, куда мы ехали в зоопарк, помнишь, там мост стоял армия. Вот это там. Да, это было. Там столбы были. Да. Торчали. Вот там мост взорвался, потому что молния попала в мину, и мина перервала опору, и мост упал. И люди погибли, и кипа езжал дома. Không nói chính xác là bao nhiêu người, nhưng mà những cái hình ảnh để lại á là có mấy chiếc xe hơi bị lật ngược lật ngang hết luôn, chìm nữa. Trời ơi, quả lời phá hại đem đất nước tăng đem yên làm tự nhiên đi qua chiếm đồn chi biết mệt luôn. Xong rồi xảy ra nhiều chuyện coi, nếu mà không có đến xâm chiếm thì làm gì có vụ gậy mình. Chúng chị thấy không, hậu quả của bên phía Nga nó tàn bạo phá hại đủ thứ. Từ cái thành phố đó bắt qua Kiev là đi qua một cái cầu, cho nên là nếu mà tấn công Kiev cũng rất là khó, tại vì có rất nhiều đường hướng lắm. Để đi vô được sâu trong Kiev thì cũng khó, nhờ khóa hủy mấy cái cầu đó. Rồi ngon quá, very delicious đó. Cũng gạch ngon con hả? Cho mẹ bao nhiêu điểm? 5 điểm hả? 50. Tại sao? Sao? 50 đó nè. Chị Mai cho mẹ bao nhiêu điểm? 10 điểm. 50. 100 À, trước khi mà chiến tranh mà hủy cái cầu đó, những cái thành, những cái thị trấn nhỏ, những cái làng nhỏ đó, nguyên nói chung là cái thành phố nhỏ vô đó luôn á, nước á, cái cầu nó sập xuống xong rồi nó tràn cái lượng nước từ đó là một cái hồ rất là lớn, nó nối qua sông Dnipro á. Trời ơi, nó cái cuộc tấn công ngày 24/2 á, là những cái cầu gần kém, những cái khu vực thành phố nhỏ thị trấn gì mà có cái cầu là đều phá hủy hết toàn. Thì những cái dưới những cái cầu đó là cái bờ sông, những con sông nhỏ rồi nó kết nối vô sông Dnipro, là cái bờ sông lớn nhất của Kiev, nó đi ra Biển Đen luôn cái sông này nè. Thì cô chú chị biết không, khi mà hủy cái cầu đó thì những cái cầu nó sập xuống, nó làm đi cái lượng nước nó tăng lên cao á,
Rồi những cái ngôi nhà mà hiện tại bây giờ gần khu vực đó bây giờ bị chìm trong nước luôn. Nghĩa là nó nước nó dâng cao lên á. Nhà bây giờ có những cái nhà nó sắp sụp. Rồi có những cái nhà nó bị chìm trong nước, người dân phải di cư đi. Chứ đâu ở đâu được, nhà mà trong cái thời gian mà nó đang bị lún vô nước á thì một thời gian nữa nhà nó cũng sẽ bị sập. Tại vì cái bê tông ở dưới, cái kiềng ở dưới nó đâu có chắc chắn đâu, rồi nước nó làm bị lõm đi. Nó thiệt hại cho chưa những cái người dân tổ thứ chuyện. Tụi mình hôm bữa đi ngang á, nhà bị lún nước. Rồi mưa nhiều quá. Năm nay mưa nhiều nữa. Mưa càng nhiều là nước nó càng lún càng nhiều. Nhà bị lún nhiều quá. Chị mà ăn đi mấy con. Chị mà ăn giỏi của chúng. Nè. Rồi ăn hay không? Rồi đi nha. À, cô chú chị ơi, hôm nay quay video đến đây. Cảm ơn cả nhà mình đã xem cái video này nha. Tạm biệt. Ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ kênh nhà mình. Đăng ký, like và chia sẻ cái video này để cho mọi người biết. Tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Giỏi nhiều. Yeah. Về mỗi tay luôn, đi với lùi cách hai cách dễ miệng. Giỏi nhiều.